Thực sự là mình vẫn còn rất là ưu ái cái MHG này, bởi vì nhiều lý do. Tại vì có lẽ là nó gắn bó với mình cũng nhiều, cái thứ hai là còn rất nhiều thứ mình muốn làm và vẫn chưa làm cho nó. Thì sẵn cái đến lô hàng mà tự làm á, do it yourself á, về thì mình sẽ thực hiện những cái mà nào giờ còn thiếu nợ nó. Cụ thể là em này sẽ thu ngắn cái WB, tức là wheelbase, là cái chiều dài cơ sở, là khoảng cách giữa bánh trước và bánh sau, tức là hai cái tâm. HG nếu mà để chuẩn nó là 29, tức là 290. 290 mà đối với lại cái body Rubicon này á, mình đo đo làm sao cho đúng, đo cái góc nó đồng dạng, hoặc là mình đo đúng tâm của nó, muốn cái nào cũng được, nhưng mà tâm giữa bánh này cũng được thôi, nhưng mình thì mình thích đo ngay chỗ góc này. Góc này hai góc nó giống nhau. Ở đây mình thấy là nhiêu? 270. 270, nếu đo tâm thử xem. Tâm thì nó hơi khó. Ok, cũng là 270. Tóm lại là mình sẽ làm cái wheelbase của con này từ 290 về 270, nghĩa là mất đi hai phân, rồi cứ cho là một phân trước và một phân sau. À, vậy thì giờ thằng này làm thế nào? À, bộ điện báo rồi. Thật sự là mình rất ưu ái cái thằng HG này, nó nhiều vì nhiều lý do. Các bạn có hình dung được, HG này mình bán order bán tổng cộng khoảng 67 6 60 70 bộ. 60 70 bộ. Rất là nhiều. Đó thì hiện trạng của mình mấy bạn cũng thấy rồi đó. Vẫn là sườn nhựa, lưng nhựa, lưng A nhựa. Chỉ có dàn cầu đó, là kim loại thôi. Đó, hộp số vẫn nhựa. Đó, mấy bạn thấy rồi. Thậm chí cái này này nè cũng là nhựa luôn. Nhựa. Sở dĩ mình làm nhựa không phải mình thiếu, mình bán mình không bao giờ thiếu hết trơn, nhưng mà tại vì mình muốn xem thử là độ bền của nó như thế nào, cái đó quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là mình có thể trả lời được là nếu các bạn làm một con chạy ngon thì chi phí các bạn cần có cái gì. Thì sẵn đây nói luôn đó là các bạn nếu mà không điều kiện, hiển nhiên mình phải mua bộ RTR chạy sẵn là nhựa tầm 2 triệu mấy, 3 triệu á. Nhưng mà chắc chắn một điều là mấy bạn phải thay cái cạc đăng này. Ừ. Tại vì nếu không là nó xoắn như cái giò chảo quẩy vậy đó. Ai chơi rồi sẽ biết. Và tiếp theo cái mà dễ hư nữa chính là cái này. Tức là cái này là nó gọi là cái trôi nè. Gimbal trôi. Cái này là gimbal, còn cái này là cái trôi. Đó. Chả biết bên 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 xe Việt mình gọi sao, mình thật mình cũng không rành lắm cái này. Đó. Này là ở trong ra ngoài đó đấy, thì dễ gãy là này là do phang nhau hoặc là lên dốc xuống dốc, thì cái phần gắn với lại cái cầu này nó yếu đi đáng kể. Ừ. Cho nên là thằng này dễ. Một cái nữa rõ nét nữa là cái cầu này thường thường người ta hay nhầm lẫn là bị mòn mòn nhông, tại vì nhông của thằng G này là nhông đúc chứ không phải nhông tiện, cho nên là nó cũng tương đối mềm, gọi là mềm thôi, nhưng mà thật sự nó không không mềm như là mình nghĩ tới cái từ mềm. Cũng thì các bạn thấy mòn, tức là chạy không còn ăn nữa. Nhưng mà mấy bạn thay cái vỏ kim loại này, cái vỏ cầu kim loại này là nó lại như cũ, thì mình có thể kết luận là do bản thân cái nhựa của cái hộp cầu này lâu ngày nó giãn nở ra, cho nên là các cái bánh răng nó xa rời nhau, sinh ra cái việc tụt. Vậy thì tóm lại theo mình thì nên là vỏ cầu metal này. Đúng chưa, rồi cạc đăng metal này. Thêm hai cái này, vậy thì nó lại lọt vô cái bộ là cái bộ mà metal một của mình. Metal một của mình đó là sườn nè, hộp số nè, vỏ cầu thôi nha, chứ không có này, vỏ cầu sau không có hai bên này, rồi hộp số, rồi gì đó đại khái vậy. Bạn coi cái metal một á, thì metal một nâng cấp thêm cái cặp này nữa là xong. Tại bánh sau thường thường rất là ít bị, tại vì hiếm lắm mấy bạn chơi, mấy bạn thấy ít khi nào bị, nhưng mà nên thay cái cặp này. Cặp này thường thường bị nè, bị nhiều lý do. Thứ nhất là bị phang, bị leo dốc, bị bẻ lái chịu lực nè, rồi còn bị nữa là do cái nếu mà mấy bạn bị giới hạn góc xoay á, thì cái này mình nói rồi, thì các bạn cắt sâu vô thì cắt sâu có khả năng nó bị lỗi lỗi, thì cũng sinh ra cái việc là bị
hư cái này. Rồi tạm thời vậy ha. Vậy là cái bài này là bài mà mình thu cái wheelbase này lại mỗi bên một phân. Và cái quan trọng vẫn là cái chuyện là mình thấy các bạn thấy này, xấu là do mình hạ tâm xuống thì có nhiều cách để hạ cái phần body xuống sát với lại cái sườn để cho nó đẹp hơn, nó scale thôi. Xe mà cao nhất ngất thì mấy bạn muốn làm monster thì mình không nói, nhưng mà nếu là một chiếc xe các bạn ra ngoài đường, chiếc xe mà nó thấp thì nó vẫn đẹp hơn một chiếc xe cao. Không, dĩ nhiên này là do cái sở thích từng người, mình cũng không nói, nhưng mà chắc chắn ngoài đường nó là monster, nó mới có chạy đâu. Monster là chỉ có chạy ở trong rừng, trong những nơi mà không có mật độ giao thông cao thôi, chứ còn không có ai cho chạy monster ngoài đường hết. Tại vì monster cái bánh mấy bạn đâu có canh được, chỉ đơn giản vậy thôi. Ngồi trên xe thì chỉ thấy được có cái lườn xe, tức là cái ngang với cái cửa thôi, chứ làm sao thấy được cái bánh này, chuyện không tưởng. Cho nên việc cán người ta là do monster không thấy được cái bánh. Rồi xe này có nâng cấp cái transfer cây, ai xài cũng biết rồi. Đó, khi làm transfer cây thì tốn thêm cái transfer cây cộng với lại cái gạt đăng này. Thì sở dĩ làm cái transfer cây này để làm cái gì, các bạn nói rồi. Thứ nhất là cái phần máy của xe thiệt á, nó nằm ở phần đầu, tức là mở cái capo này lên là máy nằm ở đây, chứ không có ai mà có xe nào mà để cái máy đứt mình chơi. Thứ hai nữa, khi mà làm cái transfer case này á, thì lúc đó hộp số lẽ ra nó cao cả này nè, nó cao như này, mình hạ xuống cũng như đây, thì lúc đó cái body này nó sẽ hạ thấp xuống sàn cái sườn. Mà hạ càng thấp các bạn tin mình đi, nó càng đẹp. Miễn sao là các bạn đảm bảo là cái độ nhúng của nó làm sao đảm bảo xoắn nhúng này nó không bị cạ body là đẹp. Cái này là những cái transfer case trước thôi, nhưng mà cái bản sau transfer case ở đây, transfer case này của Axle 5 ly 1:1, tức là tỷ truyền của nó là 1:1, 1 ra 1 vô. Cho nên là lúc đó là nó sẽ không phải bị nhô lên này, nó đã thấp thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn không phải cưa. Cái này mình với lại Hiếu lớn nha, anh em làm cái này trước là cắt này. Sau đó có một bạn hình như là Tú cũng xài này. Đó, anh em chơi này. Thì cái này dĩ nhiên nó đẹp rồi, nhưng mà cái tỷ truyền nó cũng ok. Ai thích thêm tỷ truyền hình như 1:1 rồi 1.7 hay sao. Rồi vậy ha, bài tập này đó là làm giống như mình nãy mình nói chưa hết, đó là cái phuộc. Các bạn thấy không, nó xòe, do mình muốn nó lùn mình làm xòe ra, nhưng nó xấu rồi. Cho nên là nếu mà làm xong rồi thì cái phuộc này phải vô trong thẳng đứng lên nữa, chứ không có xéo tới xéo lui. Cái phuộc thì thường thường là phuộc thẳng, dĩ nhiên có một số xe phuộc xéo luôn, nhưng mà không ai xéo kỳ cục. Body che lại mình thấy thôi, nhưng mà thật ra là mình tháo ra mình thấy nó cũng kỳ. Rồi cái này là mình sẽ làm cho cái con kinh điển này của mình giảm wheelbase lại 2 phân. Rồi hẹn gặp lại.